Thì nói nha, khi mà quý vị để cái email theo cái kiểu là không muốn sư biết á, thì như vậy sư sẽ không có thông báo cho quý vị được khi mà sư đã trả lời câu hỏi nha. Thành ra là khi mà quý vị không có để cái email thì phải phải theo dõi ha. Thưa Đại Đức, Đại Đức cho hỏi, nếu Đại Đức có dạy pháp cho các vị xuất gia diêu duyên hoặc các vị sa di thì các vị cư sĩ có được ngồi phía sau để nghe và cùng học không? Khi mà dạy pháp á, thì nó có hai loại, nó có hai loại nha. Một là dạy pháp thông thường, tức là dạy đây là giới, đây là định, đây là tuệ, đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, đây là việc cần phải thực hành để tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tuệ. Thì đối với những cái lời dạy thông thường như vậy đó, thì quý vị có thể tới bình thường, có thể tới bình thường, không có vấn đề gì hết. Cư sĩ có thể đến và nghe. Nhưng riêng 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 khi mà sư giáo giới, khi mà sư giáo giới tức là sư răn dạy hoặc là dạy dỗ các cái vị mà xuất gia diêu duyên hoặc là sa di về giới đó, thì cư sĩ không có được nghe. Nó giống như vậy nè, khi mà cha mẹ mà nói chuyện với đứa con á, nói cái trái này là trái cam nè con, cái trái này là trái hồng nè con, trái cam mà nó xanh như vậy á là ăn được, mà trái cam nó xanh nhưng mà nó cứng như vậy là ăn không có được, còn trái hồng như vậy là ăn được, trái hồng như vậy là ăn không có được. Thì như vậy mấy cái đứa nhỏ mà bạn của nó đó, bạn của con á, bạn con mình nó chơi chung thì mình nói như vậy tụi nó nghe vẫn được, không vấn đề gì. Nhưng mà khi mà bà mẹ đó mà bà dạy đứa con á, khi đứa con bị lỗi đó, bà mẹ dạy con hoặc là đánh con, nói tại sao hôm nay con lười quá vậy, tại sao hôm nay con học bài bị điểm kém, tại sao hôm nay là con quần áo dơ, con lại quăng tùm lum mà con không có chịu bỏ vào giỏ. Thì những cái lời dạy có cái tính chất mà lỗi như vậy đó, bà mẹ tốt nhất là không có dạy ở trước mặt bạn bè của nó, đúng không? Nó sẽ mất mặt trước mặt bạn bè, và rồi bạn bè sẽ nghĩ như thế nào về cái đứa con của mình. Cho nên thường những trường hợp như vậy đó, bà mẹ sẽ lôi con vào ở một cái chỗ khuất để bà mẹ dạy riêng, bởi vì đó thuộc về những cái lỗi của đứa con mà bà mẹ cần phải dạy. Thì ở thế gian họ còn như vậy thì huống chi trong giới tu sĩ. Trong giới tu sĩ thì có những trường hợp ví dụ như cần phải răn dạy một cái vị nào đó, đặc biệt là trong cái phần giáo giới, thì khi đó cư sĩ không được có mặt. Tại vì như vậy nếu mà cư sĩ có mặt đó, thì họ sẽ bàn ra tán vào nó là ô trời ơi ông sư mà ổng như vậy, ông sư mà ông phạm lỗi như thế này, thì như vậy nó không có nên. Cho nên phải phân trường hợp ha, có hai trường hợp.